chào tất cả các anh em nha. Hôm nay là ngày mùng 5 Tết năm 2021. Chú Thành Nghiệp ổng chọn ngày đẹp này để cho nguyên đoàn ghe xuất hành. Thì chúc cho anh em một năm mới dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài. Hôm nay có gì hay thì mình sẽ cố gắng mình quay lại cho cả nhà xem nha. Chờ xem nữa nha. Rất là thú vị. Mọi công tác chuẩn bị thì cũng đã hoàn tất rồi. Mấy anh Việt Kiều Biển á, thì mấy ảnh đang đem đồ lên ha. Đem đồ lên ghe. Mười mấy cặp. Bên đây là đậu hiện giờ là 8 cặp. Còn bên chỗ bên kia nữa, nhiều lắm. Mình không có thể nào mà đi hết chỗ được ha. Xa nơi đậu. Đó. Hiện tại là mình đứng trên ghe nha. Đó. Chuẩn bị xuất hành. Nhiều lắm. Mười mấy cặp lận. Ở đây là đem ba cái đồ sở phí lên rồi đó. Miệng cào, nước suối, ga, gạo, dầu, nhớt. Mấy anh ngư phụ thì đang qua ghe của mình ha. Bây giờ mình sẽ qua bên cái chiếc 4.8 ha, để mình xem. Mình thấy mấy anh sắp cào cấu này nọ gọn gàng lắm rồi nè. Này miệng cầu bay nha, miệng cầu bay. Bây giờ mình sẽ vô cái hầm máy mình coi nha. Cái chiếc đổi máy bữa hổm đó. Chiếc 2.9 nha. Bây giờ mình vô hầm máy mình coi nữa. Mình thấy đang nổ máy. Vô quay cho anh em xem nha. Cặp 38. Mấy cái bộ trâu là bo bị đốc hết. Vậy là chiếc 2.9 này là làm tàu đực.
chiếc 2-9 này làm tàu được chạy chung với cái chiếc 4.8 tỷ. Rồi, đi lên. Hê, năm mới phát tài nha Hê. Chúc em, cảm ơn em. Dạ. Ôi Hê, năm nay là mình chạy toàn bộ là hết trong ngày hôm nay là mười mấy cặp đúng không? 12 cặp. 12 cặp á. Nhưng không biết có kẹt lại cặp nào hay không. Vậy ha. Dạ, dạ. Sợ nhất là kẹt một cặp. Dạ, rồi ok. Lý do tài công ham ăn ham nhậu và ham chơi. Dạ, dạ. Chỉ có ham bao nhiêu thôi chứ còn tất cả là bữa nay là công chuyện làm xong hết. Dạ, bữa nay khỏe Hê, nay xong hết rồi đó. Ẩm rài là ở bên đây là một tốp đậu bên đây nha, bên kia kẹt kia thì nó không phải là nó kẹt gì, chỉ có thể nó chạy hơi trễ thôi. Dạ. Lúc đó nó chạy trễ. Này mấy anh Việt Kiều biển cũng xôn xáo quá ha. Nó sòn cào thấy cấu. Anh em làm thì thấy ham vui nhưng mà biển hôm nay lời bé mỏng quá. Dạ. Nhưng mà nghề nghiệp phải đeo. Dạ. Rồi cảm ơn Hi rất là nhiều. Muốn chuyển nghiệp này không phải dễ chuyển đâu. Dạ. Nói gì đâu cho mình. Như Hiêu sống biển hai mấy năm nay. Dạ. Mày kêu Hiêu lên bờ, nếu mà Hiêu lên bờ thì bán vé số. Chưa chắc gì bán vé số được. Dạ dạ, rồi Hiêu nó giỡn chơi quá, không, vui quá. Bây giờ Hiêu phải gắn thì. Dạ dạ. Hiêu phải gắn theo. Dạ. Các bạn thấy chuẩn bị mở dây nha. Chuyến này tàu đực nha. Chuyến này là cái cặp mới đổi máy nha anh em. Vậy là cặp mới đôi máy chạy trước tàu đực S6R số 16 tua phiên dịch 5 cánh. Đây mới lú đầu ra cặp này mới đổi máy tàu cái nha, S6R số 16 tua. Rồi quay đầu xong. Một cặp chạy trước rồi nha. Đây cặp bên đây. Tàu đực đang lui ra nha. Lợi dụng cái sức nước đó anh em, nước thì nó đang chảy ra từ từ đó, rồi sau đó là cục của trâu chịu bên đó chưa quay mũi rồi. Cẩu hai chân tàu được nha. Bây giờ mình đang đứng ở dưới vỏ nha. Quay mấy em này chạy thích lắm.
Chiếc này 4 tỷ 8 đó nha anh em. Mấy anh người phụ chuyển đồ lên nữa. Tiếp theo tàu cái nha. Đang dùng phương pháp cũ, chịu dây vô bổ trâu. Chiếc này tàu đực mới lấy đá xong. Carry 94954TS. Tiếp theo nữa tàu cái. TS. Bữa nay cái màu trời nó không có được đẹp cho lắm nha, anh em thông cảm nha. Rồi, tàu đực ra luôn. Yeah.
93020 TS Đầu Đức. S6R chân vịt thao 5 cánh